Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam cho biết, đội xử lý bom mìn lưu động của MAG tại Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương xử lý di dời thành công quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện ở nhà dân trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Quả bom được phát hiện khi gia đình ông Trần Văn Chính, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, cho thợ đào đất để xây công trình vệ sinh. Quả bom nằm ngay sát móng nhà của gia đình ông Chính, khiến chủ nhà cũng như người dân xung quanh rất lo lắng. Để đảm bảo an toàn, ông Chính đã cho thợ ngừng thi công và báo chính quyền địa phương cơ quan chức năng. Tiếp nhận yêu cầu của chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, đội xử lý bom mình lưu động của MAG tại Quảng Bình tới khu vực của nhà ông Trần Văn Chính khảo sát và nghiên cứu phương án xử lý. Theo các chuyên gia, quả bom được xác định là bom M117-750LB có trọng lượng khoảng 340 kg đã bị nứt vỡ, không còn thuốc nổ và ngòi nổ sau. Chỉ còn ngòi nổ trước, nhận thấy quả bom đủ điều kiện an toàn để di chuyển, lực lượng chức năng đã di dời bom về khu vực lưu kho, chờ hủy nổ tập trung. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy bom mình tuyệt đối không tự ý di chuyển, không chạm vào và báo cáo chính quyền địa phương hoặc gọi đến số điện thoại 1800 1741 của MAG Quảng Bình để được hỗ trợ kịp thời. Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Quảng Bình, MAG đã xử lý 190 nhiệm vụ bom khẩn trong khu vực dân cư, theo tin báo của người dân địa phương, xử lý an toàn 264 loại vật liệu nổ nguy hiểm. Hoạt động này của MAG tại tỉnh Quảng Bình được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Nhật Bản.